Xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với kênh Vlog của Bảo. Hôm nay Bảo xin giới thiệu cho cả nhà một ngôi chùa khá nổi tiếng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngôi chùa Kỳ Quan 2. Chùa Kỳ Quan 2 là một trong những ngôi chùa nổi tiếng, có điểm nhấn về kiến trúc xây dựng và là điểm đến ưa thích của nhiều người khi hành hương đến đây. Hãy cùng Bảo khám phá chi tiết những nét chấm phá độc đáo tại ngôi chùa này nhé. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chùa Tọa Lạc tại địa chỉ 154-4A Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe máy và cách sân bay Tân Sơn Nhất là gần 8 km, rất thuận tiện khi các bạn có ý định du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi tâm linh như chùa này. Ngôi chùa gần 100 năm tuổi nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa và đương đại vốn có. Chùa Kỳ Quan 2 đã trải qua tổng cộng 2 giai đoạn xây dựng để có được diện mạo nguy nga và cổ kính như hiện nay. Ngôi chùa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1926 và chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở quận Gò Vấp, tên là Thanh Châu Tự. Đến năm 2000, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu chủ trì ngôi chùa đã lên tiếng một kế hoạch xây dựng và mở rộng không gian từ ngôi chùa nhỏ bé thành một ngôi chùa lớn hơn, với diện tích mở rộng lên đến hơn 7.500 m². Trước mặt mình là tượng Phật Trần Nhân Tông. Nhờ sở hữu vô số mỹ cảnh tự nhiên đẹp sao xuyến, ngôi chùa không chỉ là điểm đến du lịch mà còn ẩn mình với những giá trị tâm linh, thu hút nhiều người gần xa tìm đến thưởng ngoạn và trải nghiệm. Nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo mang đặc điểm năm không, chùa Kỳ Quan 2 gây ấn tượng mạnh bởi sự khác biệt của mình. Ngôi chùa còn được biết đến với cái tên quen thuộc là ngôi chùa đá năm không, không nóc, không cột, không tường, không đà và không cửa. Tại đây có rất nhiều tượng Phật và tượng các anh hùng dân tộc. Chùa Kỳ Quan 2 được xây dựng gồm 18 ngọn núi, được mô phỏng theo 5 non 7 núi, Ngũ Hành Sơn và Thất Sơn, cùng với 11 hang động và 4 thác nước tinh tế ở 4 góc chùa khác nhau, không chỉ tạo nên một không gian yên bình mà còn đẹp mắt, làm cho ngôi chùa trở nên gần gũi với thiên nhiên, tạo ra một không gian linh thiêng, nơi mà tâm hồn con người hòa mình trong vẻ đẹp tự nhiên và tâm linh của chốn Phật môn. Ở đây cũng có nuôi rùa nhé các bạn. Có một hồ nước trống được xây bên trong nhà và có những chú rùa được nuôi tại đây.
Đồng thời, đây là nơi chăm sóc của hơn 200 trái tim nhỏ, những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi hay bị bỏ rơi, vân vân. Mái ấm này được lập từ năm 1994 do sự tận tâm của Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, người chủ trì của ngôi chùa này, lập ra. Đây là ảnh sư thầy Thích Thiện Chiếu và hai em nhỏ. Mái ấm tình thương chùa Kỳ Quan 2 đặt ngay phía sau khuôn viên chùa, nơi đây đón nhận biết bao nhiêu những câu chuyện đầy xúc động. Có những trường hợp rất thương tâm, có bé được chùa cu mang đều bị bỏ rơi lúc nửa đêm rạng sáng, được đặt trước cổng chùa, khi ở chánh điện, nhà xe, thậm chí cửa phòng sư chủ trì. Chuyện nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại chùa Kỳ Quan đã kéo dài suốt 30 năm. Tính tới thời điểm hiện tại, hàng nghìn đứa trẻ đã được sư thầy Thích Thiện Chiếu và chùa Kỳ Quan 2 chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa ra xã hội. Nhiều trong số họ đã trưởng thành, lập gia đình, đi làm và xây dựng cuộc sống ổn định với vợ chồng và con cái. Phía bên tay trái mình là đường vô chỗ các em nhỏ. Không ít em trong số này vẫn không quên công ơn xưa của nhà chùa, vẫn giữ lời biết ơn và trách nhiệm quay về để hỗ trợ, dạy dỗ và chỉ bảo cho những thế hệ trẻ em tiếp theo. Phía trước mặt mình là những bức ảnh về luật nhân quả. Nhưng dù làm việc thiện nhỏ mà vẫn gắn với ý nghĩa lớn, quả đứng vào đẳng cấp cao quý của Đức Trời. Nhưng trọng lòng tôn kính Như Lai, quả ắt thành quả có ngày chứng nên. Nhưng kẻ người làm việc thiện nhân, quả sau này bại liệt toàn thân rụng rời. Nay mình chỉ xin giới thiệu một vòng bên ngoài sân chùa cho cả nhà được biết. Phía bên tay trái mình là văn phòng của chùa, chứ mình không vào chính điện nha các bạn. Chùa đang đọc kinh trong đó, cho nên mình không làm phiền các sư thầy đang đọc kinh trong chùa. Chúc cả nhà thật nhiều niềm vui khi xem video của mình. Nếu thấy video hay, hãy cho Bảo một like và một đăng ký nhé. Hẹn gặp cả nhà ở một video gần nhất. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.